dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn từ 1 tháng 9. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn qua hệ thống giao dịch điện tử. Cụ thể, cơ quan bảo hiểm sẽ thực hiện tiếp nhận danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe và biểu mẫu kèm theo từ đơn vị sử dụng lao động thông quan website của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Đơn vị sử dụng lao động thực hiện triển khai giao dịch điện tử để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống phần mềm giao dịch điện tử. Đối với đơn vị đang sử dụng hệ thống kê khai của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội sẽ liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp để được hỗ trợ và thực hiện kê khai danh sách khi có phát sinh.